đến Nova World Phan Thiết ngày hôm nay thì ngoài cái mục đích là tham quan du lịch thì đúng thật là cũng muốn đến để tham quan dự án mà bên Nova World đang đầu tư tại Phan Thiết. Thì khi được đặt chân đến Nova World Phan Thiết thì thực sự là gây cho mình cái sự choáng ngợp bởi hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư rất là chỉnh chu. Bên cạnh đó thì ngoài những cái tổ hợp về giải trí, về tiện ích cho du khách cũng như là người dân khi mà đến đây có thể là sinh sống chẳng hạn, thì còn có rất là nhiều những cái tiện ích khác liên quan đến việc hạ tầng rồi cơ sở, kể cả ăn uống, kể cả lưu trú. Và mình nghĩ là đây là cũng một trong những lợi thế khi mà được đặt cạnh một cái bãi biển rất là đẹp của miền Trung. Vào đây thì nói chung là chị khá là thích cái bãi biển tại vì nó sạch, với lại nước biển thì không có bị sóng nhiều. Rồi chị vào đây thì chị có trải nghiệm cái Happy Wheel và rất là thích ở những cái gian hàng như là hội chợ Festival Street. Thì chị nghĩ là, mình nghĩ là lúc đó là mình chỉ đến một nơi thôi, một nơi là Nova, còn những trải nghiệm còn lại nó có đầy đủ hết, từ ăn uống, mua sắm, giải trí, thậm chí là thể dục thể thao ở khu vực này nó đều có. Cái nơi gọi là đáng để sinh sống, nó có đầy đủ các cái điều kiện về khí hậu, về thổ nhưỡng, về trang thiết bị, về cơ sở vật chất, mọi thứ rất là tuyệt vời.